Xin chào các bạn. Hôm nay mình dành thời gian để chia sẻ về những cái hữu ích khi mà tư vấn về làm đẹp với máy Vectra. Máy Vectra là một cái máy mô phỏng 3D của công ty Canfield của Mỹ. Máy này rất là hữu ích cho việc giúp cho vấn đề tư vấn với hình ảnh trước sau, đáp ứng được cái mong đợi của các bạn. Ví dụ các bạn mong đợi đến để xem coi là bây giờ tôi muốn cải thiện vòng 1, tôi muốn cải thiện vòng 2, tôi muốn cải thiện vòng 3 thì nó ra như thế nào. Máy Vectra được công ty Canfield của Mỹ sản xuất để cho chúng ta nhìn thấy được hình ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ cho từng vùng của cơ thể, từ vùng mặt, vùng ngực, vùng bụng và vùng mông. Ngay cả những chi tiết trên vùng mặt, khi chúng ta muốn thay đổi cái mũi thì sẽ trông như thế nào trước phẫu thuật, sau phẫu thuật. Cái mắt cũng vậy, các bạn muốn nhìn thấy được cái cặp mắt mí đôi nó sẽ như thế nào, cái cặp chân mày muốn nhìn thấy trước sau như thế nào, thì máy Vectra đều thể hiện được như vậy. Cho nên khi chúng ta tư vấn về máy Vectra, nó giống như là chúng ta muốn biết bệnh trạng về cái chưa đẹp của chúng ta sẽ ra như thế nào, nó đang ở mức độ nào và chúng ta thay đổi cái mức độ đó ra làm sao. Ra làm sao có nghĩa là với cái khuôn mặt của chúng ta chưa tự tin, vậy thì qua cái phần thiết kế của máy Vectra chúng ta hình dung được chúng ta qua phẫu thuật thẩm mỹ chúng ta thay đổi nó ra được cái tiêu chuẩn là như thế này, mà nếu hơn nữa tức là ra được cái hấp dẫn thì nó sẽ như thế này. Và với những cái hình ảnh đưa về tiêu chuẩn cũng như hình ảnh chúng ta đưa về cái hấp dẫn thì cái cách làm như thế nào để nó đạt được như vậy. Từ khuôn mặt, nhắc lại với các bạn, và từ khuôn mặt cho đến vòng 1, cho đến vòng 2, cho đến vòng 3. Đặc biệt là với vòng 2, các bạn muốn là hôm nay tôi muốn hút mỡ cái vùng này thì hút ra được bao nhiêu mỡ, và khi hút ra được bao nhiêu mỡ đó thì cái vòng 2 của tôi còn được bao nhiêu. Cũng như tôi muốn hút mỡ cánh tay thì cái mỡ cánh tay hiện tại nó đang là bao nhiêu, hút ra xong thì cái cánh tay tôi còn về được bao nhiêu. Thì lợi điểm của máy Vectra nó là như vậy. Đối với các bác sĩ thẩm mỹ thì máy Vectra nó giúp cho chúng ta tiến gần đến cái chẩn đoán đúng hơn. Ví dụ một người bác sĩ muốn chẩn đoán một bệnh viêm ruột thừa thì bên cạnh cái việc hỏi bệnh nhân có đau hố chậu phải, làm xét nghiệm có bị như thế nào hay không, thì người ta còn phải đi chụp cái phim CT coi có cái dấu ngón tay không, làm cái siêu âm coi có hình ảnh của cái viêm ruột thừa hay không. Thế thì quay trở lại cái việc làm đẹp, như vậy với cái máy Vectra thì nó cho mình biết được là ngày hôm nay tôi chưa tự tin về vòng 1 thì có đúng hay không, thể tích mà tôi đang có nó có đạt cái thể tích tiêu chuẩn của một người Việt hay không. Vậy thì khi chúng tôi chưa đạt thì máy này nó cho mình biết là chưa đạt như vậy là đúng rồi. Và khi chưa đạt này làm cái gì để đạt. Khuôn mặt cũng vậy, cái mũi cũng vậy. Ví dụ các bạn than là cái mũi tôi thấp quá, không cân xứng với cái khuôn mặt. Vậy thì cái điều các bạn đang lo lắng đó, cái điều các bạn đang thiếu tự tin về cái mũi đó có đúng hay không, tức là thật sự nó có thấp hay không, thật sự nó không hài hòa với những cái khối xương này hay không. Và cái máy này nó cho mình biết là cái than phiền của các bạn là đúng rồi. Và từ cái than phiền đó thì nó nằm khiếm khuyết ở chỗ nào, nằm khiếm khuyết ở chỗ phần xương này, nằm khiếm khuyết ở chỗ đầu mũi này, hay nằm khiếm khuyết ở chỗ cánh mũi này. Từ đó chúng ta có cái phương pháp thích hợp cũng như chọn vật liệu đúng với lại cái việc sửa chữa đó. Thì cái công dụng của máy Vectra là như vậy. Thậm chí ví dụ như là tư vấn về vòng 1, thế thì với một số bạn tôi muốn cải thiện vòng 1 nhưng mà thật sự quá gầy, đây là các bạn hình dung là nhìn thấy được những cái cọng sườn. Thế thì bây giờ đưa một cái túi vô, giống như chúng ta muốn xây một cái nhà hình tròn trên đây, thế thì cái nhà hình tròn nó không đủ đất, nó không đủ để che cái túi. Thế thì trên cái máy Vectra nó cũng cho mình biết là như vậy thì chúng ta cần bổ sung thêm cái mỡ một lượng là bao nhiêu để phủ cái đoạn đó. Thì cái lợi ích của máy Vectra cho cái việc tư vấn nó là như vậy. Tóm lại, với máy Vectra chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh trước sau, tức là cái mong đợi sau cái cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thì cơ thể của chúng ta, khuôn mặt của chúng ta được thay đổi theo cái chiều hướng mong đợi của mình hay không. Và
cái thay đổi này, chúng ta làm cái gì để đạt được điều đó. Em Cát mong rằng với máy Vectra, không phải chỉ riêng gì Vectra mà có cái máy riêng về Morpheus, tức là kết hợp giữa cái phần xương mặt cũng như là những cái cấu trúc răng để làm cho khuôn mặt tươi hơn. Nó sẽ cho các bạn một cái nhìn về cái việc làm đẹp, không còn là theo kinh nghiệm của tôi phải làm thế này hay làm thế kia nữa, mà nó xác định rõ ràng là cái các bạn đang lo lắng, cái các bạn đang có bệnh về mặt thẩm mỹ thì sẽ làm như thế nào, sẽ làm như thế nào cho nó hợp lý nhất, sẽ làm như thế nào cho nó hấp dẫn nhất. Chúng tôi tự tin với máy Vectra, với máy Morpheus sẽ đáp ứng được cái mong đợi của các bạn về việc chẩn đoán bệnh chưa có đẹp, và bệnh chưa đẹp này làm cái gì để ra được cái đẹp như các bạn đã từng mơ ước. Thân ái, chào các bạn.